Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 91 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Hóa ra là có chiến tranh lớn như vậy, muốn bùng nổ. Khó trách tâm tình của phụ thân ta gần đây không được tốt cho lắm. Trong mắt Tử Băng Linh lộ ra một chút bất an. Vũ Văn, à, ta phải gọi ngươi là Thần Nô hay là Vũ Văn Thác đây? Tâm ý Tần Vũ vừa động, Vũ Văn Thác lắc đầu cười. Vũ Văn Thác chính là Thần Nô, Thần Nô chính là Vũ Văn Thác. Chẳng qua đã rất lâu rồi không ai gọi ta là Thần Nô nữa, ngươi cứ gọi ta là Vũ Văn Thác đi. Vũ Văn Thác, ngươi cùng Tử Dạ Thương Long khi nào đi Thần Thiên Mộ Địa? Trong lòng của Vũ Văn Thác dằn xuống. Ước chừng 300 năm sau, cũng chính là ở trước lúc đạo chân linh thứ tư của thiên thần sắp sụp đổ. Cũng được, ta đây trước hết tiến hành bế quan tu luyện. Dẫu sao với cảnh giới tu vi hiện tại của ta, ở trong tà thần giới thực sự rất nhỏ bé. Giờ phút này, Tần Vũ đối với thực lực của bát đại gia tộc có lẽ trong tâm còn cố kỵ. Nếu như Nam Cung Vô Địch không ngăn lại cấm thuật nguyên tố của Đỗ Quân, hậu quả chính là khó lường. Tử Băng Linh vừa nghe, vẻ mặt không bằng lòng, ngập ngừng nói. Tần Vũ đại ca, lại muốn bế quan tu luyện sao? Vốn cho rằng người tới nơi này có thể cùng ta vui đùa cơ chứ. Tần Vũ nhìn vẻ mặt ủy khuất của Tử Băng Linh, hơi hơi cười nói, không cần quá lâu, ta sẽ đi ra thôi. Vũ Văn Thác nhíu mày, nói như vậy ngươi muốn vào Thương Long Điện sao? Không, ta không cần vào Thương Long Điện, tinh thần lạc ấn của tà thần cũng không thích hợp để ta nâng cao cảnh giới. Bước đầu đi vào Thương Long Điện, Tần Vũ đã cảm giác được sự cường đại của tinh thần lạc ấn kia, lấy một loại lực lượng có tính chất cưỡng chế buộc mình phải tự mình cảm ngộ sự huyền bí của tà thần, lĩnh ngộ đối với vật chất hỗn độn. Điều này đối với người bình thường mà nói không thể tốt hơn, cảnh giới cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Thế nhưng đối với Tần Vũ, ngoài việc có thể nâng cao cảnh giới, nhưng lại trước sau đi vào con đường mà tà thần đã đi qua. Tử Dạ Thương Long lưu lại ở đâu, Tần Vũ có khả năng nâng cao giới hạn cũng sẽ ở nơi đó mà đình chỉ. Cho nên chuyện này đối với Tần Vũ mà nói, có thể nói là một loại hạn chế đang tiềm ẩn. Tần Vũ biết rõ đạo lý ở trong đó, cho nên lúc trước cũng không có vội vã vào Thương Long Điện tiến hành tu luyện. Vậy ngươi muốn tu luyện thế nào? Nếu như không có sự trợ giúp của tinh thần lạc ấn Tử Dạ Thương Long, trong thời gian 300 năm, ngươi thậm chí đều không cách nào đột phá Hoàn Hư Trung Kỳ. Vũ Văn Thác vội vàng nói. Tần Vũ trầm giọng, ta muốn nghiên cứu lực lượng mới ở trong đan điền, từ nó mà nâng cao cảnh giới. Ta phải ở trong thời gian ngắn nhất chưởng khống cho được lực lượng này. Đối với lực lượng mới ở trong đan điền của Tần Vũ, Vũ Văn Thác cũng cực kỳ kinh ngạc. Nó lại có thể thoát ly sự chưởng khống pháp tắc của Tử Dạ Thương Long, một lần nữa sáng tạo một không gian độc lập. Đây là việc hết sức là lạ lùng. Vậy được rồi. Tần Vũ nhẹ nhàng thở dài, phút chốc biến mất ở bên trong đại điện. Vũ Văn Thác nhìn theo bóng dáng của hắn, đồng dạng thở dài một hơi. Tử Băng Linh tựa hồ giống như một đứa nhỏ, cắn ngón tay hỏi, Tần đại ca làm sao vậy? Vũ Văn Thác nhìn bầu trời kia như những sợi lông chim nhỏ dệt thành, than thở nói, đã biết những việc không nên biết, chắc chắn trong lòng của hắn nhất định rất phức tạp. Vậy cho hắn yên tĩnh một chút đi, công chúa điện hạ, ta đưa người trở về đi. Ngoài tà thần giới ra, bên trong tinh vực rộng lớn trống không, không có một quả tinh cầu. Từng đạo kình phong sắc bén từ bên tai của Tần Vũ gào thét mà qua, lay động y sam đen như mực của hắn, phát ra tiếng vang phần phật. Tần Vũ có chút ngỡ ngàng nhìn vào hai cánh tay của mình, trong đầu hồi tưởng những lời của Tử Dạ Thương Long đã nói. Ở trong đan điền của hắn tồn tại một cỗ lực lượng cực kỳ lạ lùng, mặc dù tồn tại ở bên trong thân thể của Tần Vũ, lại không chịu Tần Vũ trưởng khống mà tồn tại độc lập. Nhưng chính là bởi vì cỗ lực lượng kỳ dị này, thậm chí ngay cả lực lượng pháp tắc của Tử Dạ Thương Long cũng không cách nào tiến hành hạn chế. Như vậy, ngay cả Tử Dạ Thương Long đều không cách nào hạn chế pháp tắc của nơi này, đối với ta hiển nhiên không có bất luận ảnh hưởng gì. Thế nhưng ta rõ ràng có thể cảm thụ được cỗ lực lượng hạn chế này. Chẳng lẽ thật là đáy lòng của ta tồn tại bóng ma ư? Trong đầu Tần Vũ rất hỗn loạn. Hắn đang di chuyển thân thể vẫn có loại cảm giác mang nặng này, tốc độ di chuyển hiển nhiên đã bị hạn chế. Tần Vũ nhíu nhíu mày, lại thở hơi thật sâu. Lúc này hư không bỗng nhiên lay động, dấy lên từng đạo sóng gợn thật lâu.
cuồn cuộn trong không gian, rồi đột nhiên xuất hiện một thân ảnh giống như bản thân người này đã tồn tại cùng ở nơi đây. Khí thế bất khuất, ánh mắt sâu sắc, vẻ mặt lạnh lùng. Tử Dạ Thương Long. Tần Vũ cảm thấy cả người cũng giống như bị lôi điện xuyên qua, trong đầu giật mình. Tử Dạ Thương Long nhìn thật sâu vào hắn, lạnh nhạt nói: xem ra ngươi dường như gặp một ít vấn đề khó khăn. Tại lúc này đây, Tử Dạ Thương Long nhìn thoáng qua không hề chân thực chút nào, thậm chí có chút cảm giác hư ảo. Tần Vũ liên tục hít sâu ba lượt, trong đầu đã phát nhiệt mới dần dần lạnh xuống. Hàn phong mạnh mẽ kia lướt qua trên mặt, Tần Vũ cũng cảm giác được khuôn mặt nóng lên cũng bị làm lạnh xuống. Người như thế nào biết ta ở nơi này? Người thật sự tồn tại sao? Trên mặt Tử Dạ Thương Long mang theo một tia cười thần bí. Nơi này là vũ trụ ta sáng tạo ra, tuy rằng ngươi không ở trong sự khống chế của ta, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được sự tồn tại của ngươi. Mà còn như ta hiện tại, chẳng qua là một đám phân thân của ta mà thôi. Chân thân còn ở bên trong tà thần cổ tháp, ta có thể dựa vào pháp tắc không gian mà đem đám phân thân này truyền tống đến bất cứ địa phương nào mà ta muốn. Thì ra là như vậy, khó trách cảm giác không chân thực như vậy. Mà ngươi tới nơi này làm cái gì? Tần Vũ nghi vấn nói. Tử Dạ Thương Long lộ ra vẻ bình tĩnh, thậm chí có chút bình tĩnh đến đáng sợ, thật giống như một cái hồ nước không có đáy, không một tí ti gợn sóng, cũng không cách nào nhìn xuyên qua. Ta tới nơi này tự nhiên là vì ngươi. Mà vì cái gì ta phải đến? Chính là bởi vì thần nô Vũ Văn Thác. Trong lòng Tần Vũ trầm xuống. Vì sao lại là hắn? Hắn biết ngươi gặp một ít vấn đề khó khăn, mà ta thì có thể giúp ngươi giải quyết những vấn đề này. Phân thân của Tử Dạ Thương Long trong hư không vũ trụ hiện ra cực kỳ mờ ảo, lại còn không có bất luận hạn chế gì, giống như trong lúc tùy ý là có thể biến ảo thành vạn vật thế gian như thường. Vấn đề khó ư? Ta là có một chút vấn đề không cách nào hiểu được, nhưng không cần ngươi tới chỉ bảo. Bất kể ở trước mặt người nào, ở sâu trong đáy lòng của Tần Vũ đều có một cỗ ngạo khí, mặc dù là ở trước mặt tà thần cũng là như thế. Tử Dạ Thương Long cười nhạt nói: ta biết nguyên nhân ngươi không bằng lòng vào Thương Long Điện là sợ tinh thần lạc ấn của ta hạn chế đến sự phát triển của ngươi. Qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ngươi là một người duy nhất có ý nghĩ như vậy thôi. Nhưng thử hỏi, cái tà thần vũ trụ này còn không có ai có thể đạt tới cảnh giới như của ta vậy. Cho nên lúc trước dựng lên Thương Long Điện, ta cũng không có lo lắng gì. Chẳng qua lần này ta giúp ngươi giải quyết một số vấn đề, cũng sẽ không giới hạn cái gì, ngươi có thể yên tâm. Tần Vũ nói: không nghĩ tới thần nô lại có thể mời nhân vật như ngươi vậy, hắn thật sự rất bất thường. Thần nô là người nắm quyền của Đại Thần Thiên, trước lúc thực lực hỗn nguyên của hắn bị hủy diệt cùng với ta đã không phân cao thấp, đương nhiên là có năng lực này. Chẳng qua ta sở dĩ phải đến, một mặt là bởi vì hắn, mà hơn nữa chính là đối với sự việc ở trong đan điền của ngươi lại cảm thấy hứng thú. Lực lượng mới, ngươi có thể nhận thấy được nguồn gốc của cỗ lực lượng này sao? Tần Vũ hỏi. Tử Dạ Thương Long lắc lắc đầu. Cỗ lực lượng này rất kỳ lạ, nó dường như biến động theo lực lượng căn nguyên của toàn bộ vũ trụ nguyên thủy. Trừ điều này ra, ta cũng không nghĩ ra được có lực lượng nào có thể thoát khỏi quyền khống chế của ta. Tần Vũ hơi hơi nhíu mày hỏi: vậy tồn tại trong lòng ta thực sự chính là bóng ma sao? Ta vẫn như cũ có thể cảm giác được sự tồn tại của hạn chế pháp tắc mà. Tử Dạ Thương Long trầm giọng nói: quả thực đây là pháp tắc vũ trụ ở sâu trong lòng của ngươi còn lưu lại bóng ma, nên khi ngươi thực sự nhận thức được loại lực lượng này, bóng ma sẽ phải biến mất thôi. Vậy ngươi tới nơi này là muốn giúp ta nhận thức lực lượng mới sao? Tần Vũ nói. Tử Dạ Thương Long nhẹ nhẹ lắc đầu. Lực lượng mới tồn tại ở bên trong đan điền của ngươi hiển nhiên do ngươi trưởng khống. Ở phương diện này ta giúp không được ngươi cái gì, chỉ có thể lấy năng lực của ta đem lực lượng mới trong cơ thể của ngươi lấy một loại phương thức khác phơi bày ra. Yên tâm, sẽ không tổn hại ngươi cái gì đâu. Vậy được rồi, ta cũng muốn xem lực lượng căn nguyên của nó rốt cuộc là cái gì. Tần Vũ kiên quyết nói. Tại lúc này hắn hiển nhiên đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tử Dạ Thương Long hờ hững cười, cánh tay hơi hơi nâng lên, cốt trưởng hướng về phía bầu trời nắm lại. Hư không phía sau Tần Vũ nháy mắt sụp đổ xuống, một cỗ lực lượng hấp dẫn cực kỳ cường đại như xuyên qua ngực của Tần Vũ. Vật chất hỗn độn dày đặc cuộn trào mãnh liệt đem cả người hắn đều bao lại. Tần Vũ trong lòng cả kinh, rõ ràng cảm giác được từ sâu bên trong đan điền truyền đến dị động. Cỗ lực lượng mới kia
dường như đã cảm giác được lực lượng của Tử Dạ Thương Long đang cưỡng ép mang nó bước ra ngoài cơ thể, phát ra một tiếng gầm thét chấn động vũ trụ hoàn vũ, toàn bộ hư không đều đang chấn động kịch liệt. Sắc mặt của Tử Dạ Thương Long rất khó coi, cái phân thân này ước chừng chỉ có 1/3 lực lượng của bản thể, nhưng vẹn vẹn chỉ là thúc động lực lượng trong đan điền của Tần Vũ lại phí sức như vậy. Cái này đến tột cùng là lực lượng gì đây? Để ta nhìn thử xem căn nguyên của ngươi. Lực lượng lạ lùng như vậy thậm chí khiến cho tà thần Tử Dạ Thương Long cũng cảm thấy kinh sợ vạn phần. Hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới người ở một cái thế giới tinh trần lại có được năng lực như vậy. Tử Dạ Thương Long hầu như sử dụng ra toàn bộ lực lượng vật chất hỗn độn phân bố đầy nửa mặt bằng vũ trụ. Cả người Tần Vũ đều đang được khí thế dày đặc bao phủ bên trong, phát ra một tiếng gào thét đau đớn. Thế nhưng lúc này Tử Dạ Thương Long bỗng nhiên thấy được một đồ vật, đó là ánh sáng hình một cái cánh cửa lộ ra mọi nơi quỷ dị huyền bí, mà ở giữa cửa vòng xoáy màu đen sụp đổ xuống, còn khí tức hủy diệt thẩm thấu ra, càng khiến cho trong đáy lòng hắn cảm thấy một tia sợ hãi không nói ra được. Có thể khiến cho nhất đại tà thần cảm giác được hoảng sợ, e rằng toàn bộ vũ trụ nguyên thủy cũng không có người như vậy. Thế nhưng loại cảm giác này lại xuất hiện chân thực ở sâu trong đáy lòng của hắn. Tiếp theo đó, một tiếng gầm khàn khàn từ trong yết hầu của Tần Vũ phát tác ra. Cánh cửa ánh sáng kia đột nhiên mở rộng, đem cả người Tần Vũ đều nuốt vào, sau đó biến mất bật vô âm tín. Tử Dạ Thương Long kinh khủng nhìn một màn này. Thế nhưng sau khi sức lực đang tiêu hao quá nhiều, phân thân của hắn đã không thể chống đỡ được bao lâu, dần dần biến mất ở bên trong hư không vô tận. Ở bên trong tà thần cổ tháp, sắc mặt Tử Dạ Thương Long tái xanh, mồ hôi lạnh đã thấm ướt vạt áo. Sau khi thu hồi một lũ phân thân đã hoàn toàn trống không, cả người đều chấn động hẳn lên. Vù vù, cái này rốt cuộc là lực lượng gì? Tử Dạ Thương Long há hốc miệng thở hổn hển, tâm tình hoàn toàn rối loạn, phơi bày ra dáng vẻ mệt mỏi trước nay chưa hề có. Trong đầu nhớ lại lần đầu nhìn thấy một màn kia của Tần Vũ, lúc hắn đi vào lĩnh vực tà thần giới lĩnh vực, Tử Dạ Thương Long cũng đã cảm giác được cái lực lượng thần bí không biết kia đã thoát khỏi sự khống chế của hắn. Nhưng điều này cũng không gây cho hắn chú ý quá lớn. Điều này có thể chính là một cái ngạo khí mà bản thân trưởng công giả có được, ngoài chủ thần cùng thần thiên, người nào cũng không để vào mắt. Thế nhưng vừa rồi trong nháy mắt tiếp xúc với đan điền của Tần Vũ, một chút kia có thể cảm giác được rõ ràng, nỗi hoảng sợ trong nháy mắt xâm nhập toàn thân. Điều này Tử Dạ Thương Long chưa bao giờ cảm giác qua. Hắn thực sự không nghĩ ra còn có lực lượng nào có thể khiến cho hắn chấn động lớn như vậy. Hiện giờ tổn thất một cái phân thân, Tử Dạ Thương Long cũng tương đối mất đi 1/3 lực lượng. Bên trong tà thần cổ tháp, Tử Dạ Thương Long mở ra vũ trụ nguyên thủy, cố vật chất hỗn độn thật lớn từ trong vết nứt của vũ trụ tuôn trào ra, ở trong sự khống chế của hắn mà diễn hóa thành sinh mệnh nguyên lực, không ngừng bổ sung cho lực lượng đã mất kia. Sau phút chốc, sắc mặt của Tử Dạ Thương Long mới có chút chuyển biến tốt. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: "Ta trái lại muốn nhìn xem 300 năm sau ngươi có thể phát triển đến mức nào." Khoảnh khắc này, bên trong vũ trụ mênh mông ở ngoài tà thần giới, bất cứ năng lượng chấn động nào đều đã biến mất, dường như cũng không có cái gì phát sinh. Quang ảnh hình cánh cửa kia sớm đã biến mất không thấy, thậm chí ngay cả khí tức của Tần Vũ cũng đều vô tung vô ảnh mà biến mất. Tung tích của hắn sớm đã không phải là trưởng khống giả Tử Dạ Thương Long của phiến vũ trụ này có thể biết được. Giải thích duy nhất chính là Tần Vũ đã bị lực lượng mới bên trong đan điền thôn phệ vào trong cái không gian độc lập thần bí kia. Đây là địa phương nào? Đầu tiên khi Tần Vũ mở mắt ra, toàn bộ trước mặt làm cho hắn chấn động. Lúc này hắn đang đứng trên một khối đại lục mà không biết tên. Toàn bộ thiên địa đều là u ám, không có một tia ánh nắng. Mặt trăng màu đỏ được treo ở trên không trung phát ra ánh sáng quỷ dị, nhẹ nhàng rơi ở trên vùng cát trắng như tuyết. Phóng thần thức ra theo bản năng, Tần Vũ không nghĩ tới phạm vi lan tràn của thần thức lại cực kỳ nhanh, mà còn không có bất kỳ hạn chế pháp tắc gì, cứ giống như là ở trong tần bông vũ trụ của mình, có thể cảm giác được động tĩnh dù rất nhỏ của mỗi một tấc đất, mỗi một tấc không gian. Phạm vi bao phủ của thần thức nháy mắt đạt tới một mức kinh khủng, thậm chí ngay cả Tần Vũ đều có chút kinh sợ. Dẫu sao tới được phiến vũ trụ nguyên thủy này rất lâu rồi chưa có loại cảm giác như vậy. Thế nhưng hiện tại dường như chuyển động của toàn bộ tinh hệ đều ở trong lòng của Tần Vũ vô cùng thông suốt. Tần Vũ biết
Đây là một phiến lĩnh vực không rõ và chưa hề đặt chân tới, thế nhưng làm cho hắn một cỗ cảm giác quen thuộc trước nay chưa từng có. Tại thần thức dò tra, hiểu được chỗ của mình chẳng qua là một cái tinh cầu rất nhỏ mà thôi. Ở trong phiến vũ trụ này, tinh cầu như vậy đạt tới hơn 100 cái, chẳng qua phạm vi của phiến vũ trụ này có hơi nhỏ, thậm chí còn không bằng tinh hệ có phạm vi lớn của tà thần vũ trụ. Cát bụi chung quanh màu xanh nhạt cuồn cuộn, kình phong lạnh lùng mãnh liệt không ngừng từ bên tai Tần Vũ lướt qua. Tần Vũ đi tới phiến vũ trụ xa lạ này, loại cảm giác này trước nay chưa có, khiến cảm giác của hắn rất khoan thai, mất đi toàn bộ hạn chế của pháp tắc. Dường như bên trong phiến vũ trụ này, hắn mới hoàn toàn chính là trưởng khống giả. Nhớ lại tình huống trước kia, Tần Vũ mới mơ hồ ý thức được đây là không gian độc lập ở trong đan điền mà hắn đã sáng tạo ra. Cái này đại khái chính là bên trong lực lượng mới rồi. Không nghĩ tới lục đạo luân hồi sụp đổ lại diễn sinh ra một cái không gian như vậy. Tần Vũ không thể hiểu biến hóa đã phát sinh bên trong đan điền, bởi vì lực lượng mới đã không nằm trong sự khống chế của hắn. Sau khi cẩn thận quan sát ở trong phiến vũ trụ này, Tần Vũ đồng dạng phát hiện vật chất hỗn độn với số lượng lớn, chính là giống như tà thần vũ trụ, phân bố vật chất hỗn độn rất cân đối. Thế nhưng so với tà thần dự vũ trụ càng thêm hoàn mỹ, có thể nói là một loại tỷ lệ hoàng kim tuyệt đối, vũ trụ hoàn mỹ tuyệt đối. Tần Vũ đưa bàn tay ra, năm ngón tay vừa hơi chuyển, một cỗ hỗn độn khí đã bị hắn nắm ở trong tay, trưởng khống, diễn hóa, hết thảy đều chỉ trong nháy mắt, vật chất hỗn độn kia liền bị diễn hóa thành pháp tắc phong nguyên tố. Đang trong lúc trưởng khống vi diệu, lúc chậm chậm, lúc nhanh, Tần Vũ rất đắn đo, vừa đúng lúc cơ thể nâng theo gió trong nháy mắt đã rời khỏi đại lục, đi tới giữa phiến vũ trụ nhỏ bé này. Tần Vũ có chút kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, lẩm bẩm nói: xem ra đã không có bóng ma hạn chế pháp tắc, đối với cảnh giới lĩnh ngộ hỗn độn cũng xảy ra nâng cao bản chất. Quả thực lấy thực lực hoàn hư sơ kỳ để nhận xét, muốn ở trong thời gian ngắn khống chế pháp tắc phong nguyên tố đích xác khả năng không cao, lại huống hồ Tần Vũ còn là người tu luyện đa tu tới 7 loại nguyên tố. Ngay trong thời gian Tần Vũ cẩn thận cảm ngộ diễn hóa huyền ảo pháp tắc của nguyên tố, từ trung tâm của phiến vũ trụ này đột nhiên truyền tới một cỗ năng lượng chấn động cực kỳ cường đại, tức thì dâng lên rung động trong thần thức của hắn. Trong lòng Tần Vũ cả kinh, chính lúc đang chuẩn bị sử dụng pháp tắc phong nguyên tố tăng cao tốc độ chạy đi, một cỗ lực lượng pháp tắc cực kỳ quen thuộc chợt hiện lên trong đầu của hắn. Trong lòng Tần Vũ vừa muốn thí nghiệm thử xem thúc động vận hành pháp tắc, sau phút chốc thân thể của hắn đã xuất hiện ở trung tâm vũ trụ. Pháp tắc không gian nguyên tố sao? Trong đầu của Tần Vũ giật mình một cái, hắn không nghĩ tới chính mình có thể ở bên trong phiến vũ trụ này vận dụng lực lượng pháp tắc một cách tự nhiên thành thạo. Chẳng lẽ ta thực sự là trưởng khống giả nơi này sao? Tần Vũ thấp giọng lẩm bẩm. Lúc này bên trong vũ trụ bỗng nhiên truyền tới một âm thanh cực kỳ trầm giọng, giống như một cái búa sắt hung hăng đánh ở trên mảnh gỗ. Hiện tại ngươi còn không phải là ai? Tần Vũ nhìn chằm chằm ở phương xa, thầm kinh sợ nói: có người ở nơi này, nhưng thần thức của ta vì cái gì mà không cảm giác được vậy? Ha 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 ha. Sâu ở bên trong vũ trụ lại truyền đến tiếng cười hỗn tạp không giống nhau. Bảy đạo bóng ảnh mơ hồ bỗng nhiên đã xuất hiện trước mặt Tần Vũ như vậy. Trên người bọn họ đều bao phủ vật chất hỗn độn dày đặc, vì thế không cách gì thấy rõ khuôn mặt của bọn họ. Thế nhưng quan sát từ hình dáng to lớn kia, có thể phán định bọn họ tuyệt đối không phải là người. Bảy bóng ảnh mơ hồ kia rất to lớn, Tần Vũ đứng ở trước mặt bọn họ thì rõ ràng hiển hiện rất nhỏ bé. Các ngươi là ai? Ánh mắt Tần Vũ chợt thu lại, chất vấn nói. Trong đó một cái bóng ảnh màu vàng cười hăng hắc hai tiếng, lớn tiếng nói: cảnh giới tu vi của ngươi thật sự quá thấp, tuy rằng trưởng khống một phiến vũ trụ này, nhưng không cách nào tiến hành khuếch trương, có thể nói chút phạm vi như vậy đó là cực hạn của ngươi. Một cái bóng ảnh màu xanh da trời tiến lên trước hai bước, trầm giọng nói: chúng ta đến tụt cùng là ai? Cái này cần tự mình ngươi tìm ra giải đáp. Cái bóng ảnh màu đỏ bên cạnh sừng sững cười: khi ngươi thực sự thấy rõ chúng ta, ngươi mới thực sự là trưởng khống giả của phiến vũ trụ này. Thấy rõ các ngươi? Trong lòng Tần Vũ cả kinh. Chẳng lẽ các ngươi chính là lực lượng căn nguyên bên trong đan điền của ta? Bóng ảnh màu xám hơi hơi gật đầu. Bởi vì với sự thấp kém cảnh giới tu vi của ngươi, cho nên hạn chế lực lượng của chúng ta với mức độ thật lớn. Đến khi nào ngươi trở thành trưởng khống giả của phiến vũ trụ này
thì có thể vận dụng lực lượng căn nguyên một cách tự nhiên thành thạo, cũng chính là lực lượng của chúng ta. Lực lượng của các ngươi? Hiện tại bảy cái bóng ảnh này nhìn qua thật sự tồn tại, thế nhưng lại hoàn toàn không ở trong tầm khống chế của Tần Vũ. Thần thức dò trên thân thể bọn họ thì xuất hiện ngăn cách. Tần Vũ có thể từ trên người bảy cái bóng ảnh này cảm nhận được, đúng là một cỗ khí tức hỗn độn cực kỳ dày đặc, cùng lực lượng nguyên tố cường đại đến không thể tưởng tượng. Lúc này bảy đạo bóng ảnh bỗng nhiên hướng về hai bên tránh ra. Tần Vũ còn chưa kịp phản ứng, một cỗ khí tức hủy diệt khủng bố không thể tưởng tượng đã ập đến trước mặt. Ngưng thần nhìn lại thì ra là một cánh cửa thật lớn nằm ngang ở trước mặt hắn. Vào lúc này cánh cửa kia đã không còn hư ảo như trước nữa, cũng không có phát ra bất kỳ ánh sáng gì. Nhìn thoáng qua dường như đã trải qua phong sương biết bao năm tháng, đã bị tàn phá đến lạ thường, thấu phát ra khí tức thời viễn cổ xa xưa. Trên hai bên trụ cửa đã nứt ra rất nhiều khe hở, thân trụ hiện lên màu xám tối, cả đạo môn nhìn qua rất khổng lồ, thậm chí so với cửa thành còn muốn cao hơn rất nhiều. Là nó sao? Tần Vũ nhìn thấy rất rõ ràng, đây là thực thể của quang ảnh hư ảo kia. Lúc trước ở bên trong mật thất tu luyện, Vũ Văn Thác cũng từng chính mắt nhìn thấy cảnh tượng quang ảnh này chợt lóe qua. Lúc này Tần Vũ dường như đã nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu tập trung tinh thần nhìn lại, rõ ràng phát hiện trên đỉnh của cánh cửa kia khắc ba chữ thật to, giữa những hàng chữ thấu phát ra một cỗ khí tức tang thương cổ xưa: Bát Thần Môn. Lúc này bóng ảnh màu trắng lên tiếng nói: Chúng ta đã đợi ngươi rất lâu. Bát Thần Môn có thể nói cho ngươi biết về chúng ta, cùng với khởi nguyên của phiến vũ trụ này và thân phận thực sự của chúng ta. Hoan nghênh ngươi đến nơi này. Tần Vũ nhíu nhíu mày, hắn thực sự không nghĩ đến bên trong đan điền mình vậy mà có một phiến thế giới khác. Các ngươi, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Đan điền của ngươi, Bát Thần Vũ Trụ. Bảy đạo bóng ảnh cùng kêu lên, âm thanh hùng hậu vang vọng ở trong vũ trụ mênh mông. Bát Thần Vũ Trụ ư? Lục đạo luân hồi sụp đổ, diễn hóa thành Bát Thần Vũ Trụ, biến hóa trong đó Tần Vũ không cảm giác được chút nào. Lúc này Tần Vũ nhìn Bát Thần Môn, cảm nhận được sâu ở trung tâm vòng xoáy sụp đổ kia, hướng vào trong tự hồ có một loại lực lượng giống như đang kêu gọi hắn. Tiến vào đi, toàn bộ bề mặt nơi này có tất cả những điều ngươi muốn biết. Bóng ảnh màu xanh hướng về phía Tần Vũ nói. Tần Vũ nhíu nhíu mày, hơi chần chừ, nhưng vẫn hướng Bát Thần Môn kia đi tới. Trong cánh cửa một mảnh tối đen, chỉ có thể nhìn được một cái vòng xoáy hắc bạch đan xen đang chuyển động từ từ. Nó tựa hồ cảm giác được Tần Vũ đã đi tới, đột nhiên rất nhanh biến đổi hẳn, vô hình trung xuất hiện một cỗ hấp lực. Trong lòng Tần Vũ cả kinh, còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, cả người đã bị nó hút vào trong cánh cửa, biến mất không thấy đâu nữa. Lúc bấy giờ, cái bóng màu trắng phát ra một tiếng cười khẽ, liền nói: Hắn rốt cục cũng đã tới, xem ra hạn chế của chúng ta cũng sắp kết thúc rồi. Cái bóng màu vàng ha ha cuồng tiếu, hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn nói: Đúng vậy, bất quá hắn tiến bộ thực sự quá chậm, muốn sử dụng lực lượng của chúng ta e rằng cần phải chờ một thời gian rất dài nữa. Cái bóng màu đỏ khẽ gật đầu: Bất quá cho dù thế nào, hắn lúc này đã tiến vào Bát Thần Môn, chúng ta xem như đã có khởi đầu rồi. Bên trong Bát Thần Môn huyền diệu vô cùng, thậm chí ngay cả chúng ta đều không thể nào lĩnh ngộ được tác dụng của nó, không biết hắn có thể có tiến triển gì hay không. Cái bóng màu trắng tự hồ không lạc quan lắm nói. Cái bóng màu xám hít một hơi thật sâu, hỗn độn vật chất bốn phía nhất thời bị nó nuốt vào, trầm giọng nói: Ngươi đừng quên, chúng ta không phải trưởng khống giả chính thức của Bát Thần Vũ Trụ, cũng chỉ có hắn mới có thể lĩnh ngộ được huyền bí ảo diệu của Bát Thần Môn. Bảy nhân ảnh trầm mặc một lát, hóa làm bảy đạo quang hoa biến mất tại trung tâm Bát Thần Vũ Trụ. Duy nhất chỉ có Bát Thần Môn vẫn đứng thẳng rõ ràng, phát ra khí tức thần bí cổ kính. Sau một khắc, Tần Vũ đã bị dòng suối cuốn vào trong thế giới của Bát Thần Môn. Nếu như nói Bát Thần Vũ Trụ là một không gian tự hình thành độc lập bên trong đan điền của Tần Vũ, thì Bát Thần Môn này chính là trung tâm của phiến không gian, cũng là nguyên tố quan trọng nhất. Đây là một không gian độc lập rất nhỏ, cũng thuộc thế giới bên trong Bát Thần Môn. Tần Vũ tới nơi này trước tiên rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng luyện hóa không thể tưởng tượng, phảng phất toàn thân như là bị hòa tan vậy. Nhưng mặc dù có loại cảm giác này, nhưng rõ ràng lực lượng luyện hóa này đối với Tần Vũ không tạo ra một ảnh hưởng gì, cho dù là nhỏ nhất. Bốn phía nơi này so với tinh cầu vừa tới kia không khác nhau là mấy, cũng đứng trên một mảnh đất màu cát trắng,
trên đó có thể nhìn thấy một ít cây cỏ khô héo, khiến cho người ta một cảm giác tang thương. Cuồng phong nổi lên, cát bụi trắng xóa không ngừng gào thét, khiến Tần Vũ không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Phóng thần thức ra, nhưng trong bát thần môn tựa hồ có hạn chế rất lớn, thậm chí khoảng cách 10 thước cũng không tới. Tần Vũ ám trầm một hơi, tựa hồ cũng không kinh ngạc lắm, ngược lại bình tĩnh ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt. Tất cả chính như lời bảy nhân ảnh lúc trước, lúc này cảnh giới của Tần Vũ đối với điều khiển hỗn độn quá thấp, không cách nào từ trong hỗn độn vật chất thấy rõ bổn nguyên lực của bát thần môn, cho nên hiện tại bát thần môn đối với hắn sinh ra sự bài xích, mới có cảm giác bị hạn chế. Giờ phút này trong đầu Tần Vũ toàn bộ đều rất thuần khiết, toàn cơ thể cảm thụ trong bát thần môn, vô luận là hỗn độn vật chất hay là pháp tắc. Cũng trong lúc này, Vũ Văn Thác bước vào trong tà thần cổ tháp. Người đã đến rồi. Tử Dạ Thương Long thu lại nguyên lực pháp tắc diễn hóa sinh mạng, hỗn độn vật chất xung quanh cũng dần dần tan biến. Vũ Văn Thác trước mặt tà thần cũng không phải kính cẩn như bát đại tộc trưởng, ngược lại rất tự nhiên ngồi xuống trước mặt hắn nói: xem ra người đã giúp hắn giải quyết vấn đề, có chuyện gì sao? Tử Dạ Thương Long lộ ra vẻ sầu thảm, nở nụ cười: người nói đúng, hắn đúng là không tầm thường, có thể ngay cả đại thần thiên thấy như vậy cũng kinh ngạc. Lực lượng trong cơ thể của hắn thực sự quá đặc biệt, thậm chí đặc biệt đến kinh khủng. Vũ Văn Tháp cười nhạt: lần đầu tiên trông thấy hắn, ta đã nhận định hắn không phải người của tứ đại vũ trụ. Ta cũng không có nghĩ tới trong thân thể hắn lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Lúc trước trong mật thất dưới Minh Huyễn Tinh, ta từng xem qua bổn nguyên lực lượng của hắn, tình cảnh lúc đó cả đời này sẽ không thể quên. Tử Dạ Thương Long hít một hơi thật sâu: chẳng lẽ ngươi nhận định hắn sẽ là người giải quyết những chuyện trong nguyên thủy vũ trụ, cái là tân thần thiên sao? Vũ Văn Thác khẽ lắc đầu: ta không nói như vậy, việc này không ai trong chúng ta có thể đoán trước được, chỉ có thể nói hắn là một người có thể mà thôi. Bất quá 300 năm sau, đến khi đạo chân linh thứ tư băng hủy, cũng là lúc tiến vào mộ địa thần thiên, tin rằng chân linh đại thần thiên sẽ chỉ điểm cho chúng ta. Thế bây giờ ngươi định thế nào? Tử Dạ Thương Long nhìn thật sâu vào mắt Vũ Văn Thác hỏi. Vũ Văn Thác khoát tay: chân nguyên của ta đã bị tổn hủy, đã thành một phế nhân rồi, còn có thể làm gì đây? Còn có một chút thời gian, không bằng đi tới Thương Long điện của ngươi tăng lên một chút tu vi, có lẽ trong cuộc chiến sau này có thể tự bảo trụ được tính mạng. Cũng tốt, thời gian 300 năm, hơn nữa còn có hai đại nguyên lão trợ giúp, cũng đủ ngươi đạt tới hoàn hư sơ kỳ. Bất quá ngươi chính là tu luyện sinh mệnh nguyên lực, loại pháp tắc này trên phương diện công kích, nếu không có tu vi hoàn hư hậu kỳ là không thể thi triển. Điều này ta cũng không quan tâm cho lắm, hiện tại ngươi lựa chọn rút quân cũng đồng nghĩa với việc mất đi thất tuyệt tinh hệ. Mặc dù là quyết định sáng suốt, nhưng điều ta lo ngại chính là chiến thần có thể phát động tiến công đại quy mô. Tử Dạ Thương Long nói: chiến thần cũng không phải là người lỗ mãng, thấy tà thần giới lui binh, hắn nhất định nhận ra trong đó có uẩn khúc. Nhưng nếu xảy ra chuyện đó, ta sẽ ở ngoài tà thần giới hạ cấm chế, đợi đến khi nguyên thủy trục tâm xảy ra dao động. Nếu hắn không lui binh thì toàn bộ chiến thần giới đều trở thành mục tiêu công kích của các giới. Ta tin rằng hắn tuyệt đối không có gan công kích lần nữa đâu. Vũ Văn Thác khẽ thở dài: không nghĩ tới ngươi đã có quyết định nhanh như vậy, không hổ là tà thần. Ta hy vọng ngươi biết 2000 năm sau, toàn bộ không gian ngăn cách bên trong nguyên thủy vũ trụ sẽ bị phá hủy. Cái mà ngươi cần phải tranh đoạt không phải là vương vị của tứ giới, cũng không phải pháp tắc của thần thiên, mà là ngăn cản tràng đại chiến này hết sức có thể. Đại thần thiên là người duy nhất mà tà thần ta kính trọng, ý chỉ của ngươi ta nhất định sẽ không làm khác. Vũ Văn Thác nói: đến lúc đó đại thần thiên giới sẽ là mục tiêu cuối cùng của cả ba giới còn lại. Ta cho ngươi biết, nếu đại thần thiên giới bị hủy thì cả nguyên thủy vũ trụ sẽ phát sinh biến hóa. Biến hóa gì? Tử Dạ Thương Long hơi nhíu mày. Đại thần thiên từng nói cho ta biết, nguyên thủy vũ trụ cũng có sinh mạng, cũng giống như sự sống tự nhiên. Nếu làm tổn thương quá lớn nó sẽ mãnh liệt mà trả thù. Đại thần thiên trước khi ý thức bị hủy diệt hoàn toàn, điều hắn lo lắng nhất chính là tràng loạn chiến của bốn thế giới, cuối cùng dẫn đến nguyên thủy vũ trụ cắn trả. Đến lúc đó tất cả sẽ bị hủy diệt, nguyên thủy vũ trụ cũng không thể tồn tại. Tử Dạ Thương Long trong lòng cả kinh, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng hẳn. Cho nên ta tới nơi này cũng là để nói cho ngươi biết, cho dù thế nào cũng phải tìm cho được tân thần thiên kia, người có thể giải trừ trận loạn chiến này,
Dù sao sau khi thần thiên mất đi, vũ trụ cũng mất đi trưởng khống giả, thực lực lớn nhất cũng là chủ thần các ngươi. Tử Dạ Thương Long nhớ lại lần loạn chiến trước kia, phân tích. Tại trước khi hình thành tứ đại vũ trụ, cả nguyên thủy vũ trụ đều là chiến trường của tứ đại chủ thần, lúc đó thực lực của ta cũng không phải mạnh nhất. Vũ Văn Thác dường như đối với việc này rất hứng thú. Vậy ai mới là người mạnh nhất? Tử thần, trên cảnh giới hỗn độn hắn là cực mạnh, hơn nữa lợi dụng hỗn độn cải tạo thân thể, thực lực cơ hồ có thể dùng hai từ kinh khủng để hình dung. Tiếp theo là chiến thần, khi đó thân thể chiến thần đã hoàn toàn là hỗn độn, có thể bộc phát ra lực lượng chiến thần quyết gấp 300 lần. Tiếp đến mới là ta, bằng vào lực lượng cấm thuật mà chiếm ưu thế so với loạn thần mạnh hơn một chút. Nhưng thực lực tứ đại chủ thần lúc trước chênh lệch rất nhỏ, đều không phải là tuyệt đối. Nói như vậy, trong loạn chiến tứ giới lần này, bên mạnh nhất vẫn là tử thần giới sao? Tử Dạ Thương Long hơi lắc lắc đầu. Theo ta thấy là loạn thần giới, mặc dù năng lực người này không phải là cao, nhưng hắn có thể sử dụng hỗn độn vật chất luyện hóa linh bảo, cường đại nhất trong cả nguyên thủy vũ trụ. Nghe nói dưới tay hắn còn có tam đại binh vương, mặc dù có thể miễn cưỡng chế xuất ra chí tôn hỗn độn linh bảo, nhưng bản thân loạn thần tạo ra lại là chênh lệch một trời một vực. Nguyên lai là như thế, xem ra trong tràng loạn chiến này còn rất nhiều yếu tố quyết định, lúc này không thể đoán trước được chiến thế. Vũ Văn Thác ánh mắt như thu liễm lại, lẩm bẩm. Tử Dạ Thương Long thở dài. Ước chừng còn có 100 năm nữa, Tam Tuyệt và Thiên Cực Nguyên Lão cũng đột phá đến quy thần sơ kỳ cảnh giới rồi. Đối với linh ngộ khai tích tinh vực cũng đã thăng lên một cảnh giới. Đến lúc đó, ta cũng sẽ cùng với Tứ Nguyên Lão từ trong hỗn độn khai tích một tiểu vũ trụ nữa, làm nơi trú binh của ta thần giới. Phải chuẩn bị cho tốt trận chiến lần này. Bất kể thế nào cũng phải ngăn cản trận chiến này, nếu không hậu quả thực sự không thể tưởng tượng. Tại tà thần giới, sau khi tà thần Tử Dạ Thương Long triệu mở bát tộc hội nghị, thì người trong bát tộc rất nhanh trở về báo danh. Binh lực trong hai đại tinh hệ đều đã được tập trung. Nguyên La Kim Lão và U Minh Nguyên Lão cũng đều đã hành động. U Minh Nguyên Lão ở trong tà thần điện quản lý chuyện ở Thương Long Điện cũng như cả tà thần giới, mà Kim La Nguyên Lão lợi dụng không gian pháp tắc giải trừ cấm chế của truyền tống trận trên các chủ tinh. Y như chỉ ý của tà thần Tử Dạ Thương Long, đại môn tà thần giới mở rộng cửa cho tất cả cao thủ thiên mang cảnh giới. Trong một thời gian ngắn đã có hơn 1.000 cao thủ hướng tới Thiên Long Điện tiến hành khổ tu. Phòng trưng hơn 1.000 năm nữa sẽ có một lượng lớn hoàn hư sơ kỳ xuất hiện. Song Tần Vũ hiện giờ còn đang ở trong bát thần môn, lĩnh ngộ ảo diệu trước đây chưa từng có. Cảm giác vũ trụ trong đan điền không ngừng sinh sôi mở rộng, quá trình rất kỳ diệu. Cũng trong lúc đó, tại tân vũ trụ từ huyền tinh bên trong huyền phủ. Sơ thần! Tình Nhi đứng dưới một phòng ốc cao lớn, ngước lên nóc nhà, nhìn thiếu niên kia có chút nghi hoặc nói. Sơ thần, đệ đang làm gì trên đó vậy? Thiếu niên ngồi trên mái nhà chính là Tiểu Nam Hải Băng Nghiên ngày đó đã xuất sinh, Tần Sơ Thần. Song năm tháng như thoi đưa, Tiểu Nam Hải lúc trước đã trở thành một anh hải tinh thông uyên bác, một thiếu niên mi thanh mục tú. Tần Sơ Thần ngồi trên mái hiên, y phục như tuyết, trán cao, mi dài, khuôn mặt thanh tú, lông mi trong đó có phần giống Hồng Quân, rồi lại thấu phát ra một cỗ khí tức hơn người. Lúc này đang cầm một quyển sách bằng trúc trên mái hiên cẩn thận tìm hiểu. Thấy Tình Nhi liền mỉm cười nói. Tình Nhi tỷ tỷ, mẫu thân đã từng nói qua, càng lên cao thì càng nhìn xa, đệ muốn ở chỗ này có thể xem những cảnh xa ở đó. Thân ảnh Tình Nhi chợt lóe lên rồi thoát cái đã xuất hiện trên mái hiên. À, chỗ này có thể xem viễn cảnh sao? Tình Nhi tỷ tỷ sẽ dẫn đệ đến một chỗ cao hơn là có thể xem nhiều hơn mà. Hôm nay Tình Nhi cảnh giới đã là hạ bộ thiên thần, vì lời hứa trước kia với Tần Vũ mà nàng ngày đêm khắc khổ tu luyện, hơn nữa tư chất cũng là hơn người, tiến bộ phi thường nhanh. Tần Sơ Thần nhíu nhíu mày, sau đó vui vẻ hẳn lên nói. Tốt quá, tỷ tỷ muốn dẫn đệ đi đâu nữa đây? Không bằng tới Miêu Nhân Tinh đi, tiện thể thăm Hồ Lỗ nữa, đã thật lâu rồi không có tới đó chơi. Tần Tình Nhi cười nói, nhưng Tần Sơ Thần dường như có chút khó khăn, chu môi nói. Không cần đọc sách ư? Quyển trận đạo này là do Tư Thúc Thúc cho đệ, đệ còn chưa hoàn toàn hiểu hết nữa mà. Tần Tư những năm gần đây chuyên tâm nghiên cứu trận đạo, trong cả Hồng Mông vũ trụ này nếu hắn tự nhận là đệ nhị sẽ không ai có gan nhận là đệ nhất.
Quyển trận đạo này cũng là ghi lại những gì mà hắn tâm đắc nhất trong những năm gần đây. Bất quá, so với tuổi của sơ thần lúc này, không thể lĩnh ngộ được hết truyền cơ ở trong đó, thật sự có chút miễn cưỡng. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là tư chất của tần sơ thần. Lúc trước, khi nhìn lướt qua quyển trận đạo này, đã có thể hiểu ra một trận pháp cực kỳ phức tạp, cho nên tần tư mới đưa quyển sách này cho tần sơ thần. Tần Tình Nhi đáng yêu quệt quệt môi nói: "Lại là lão già, hay là nghe tỷ tỷ ngươi đi, chúng ta ra ngoài thay đổi không khí một chút." Tính cách của tần sơ thần vô cùng hiền lành, từ trên xuống dưới, từ huyền phủ đều yêu thích nam hài này, tương đối trầm tính so với tính cách của nha đầu kia thì khác xa. Trong khi tần sơ thần còn đang do dự thì hư không đột nhiên nổ lên một trận gió, hai nhân ảnh không một tiếng động xuất hiện phía sau tần Tình Nhi. Tình Nhi hôm nay đã là thượng bộ thiên thần, tất nhiên đã phát hiện ra, quay đầu nhìn lại vui vẻ nói: "Khương bá bá, Tả bá mẫu." Hai người này đúng là Khương Lan và Tả Thu Mi. Khương Lan nhìn hai người cười cười nói: "Nha đầu, lại muốn làm gì sao? Sơ thần đứa nhỏ tốt như vậy lại bị ngươi rủ dê rồi." "Không phải như vậy, ta chỉ là dẫn đệ đệ ấy ra ngoài ngắm cảnh mà thôi. Bá bá, bá mẫu, đã lâu rồi hai người không tới, là đến thăm ta sao?" Tả Thu Mi mỉm cười, trong ánh mắt toát ra nụ cười từ ái. "Nha đầu dẻo miệng, vẫn còn nhớ chúng ta cơ đấy. Nhưng lần này không chỉ là muốn nhìn thấy ngươi đâu." Khương Lan và Tả Thu Mi những năm gần đây dạo chơi khắp tân thần giới, cuộc sống có thể nói là nhàn nhã thanh tịnh, nhưng cũng biết từ huyền phủ này đã phát sinh chuyện. Tần Vũ, Hồng Quân, Huống Thiên Minh bọn họ đều đã bước vào trong nguyên thủy vũ trụ, cả từ huyền phủ đều trở nên lạnh lẽo. Lần này hai người trở về cũng là muốn cùng bọn Khương Lập, Băng Nghiên cùng đợi bọn hắn trở về. Xem ra kế hoạch tới Miêu Nhân Tinh của tiểu nha đầu đã bị phá hỏng. Cùng tần sơ thần theo hai người tiến vào đại điện trong từ huyền phủ. Thúc thúc. Lúc này Khương Lập đang ngồi ở trong đại điện, nhìn cảnh vật xung quanh, bất giác lại nhớ đến Tần Vũ, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Khi nhìn thấy Khương Lan liền đứng dậy. Khương Lan tiến lên phía trước, vuốt ve hàng lông mi nay đã trở nên bạc trắng, than thở: "Mấy năm nay con đã chịu khổ rồi." Khương Lập lắc lắc đầu: "Lập Nhi không có sao, hai người đã trở lại rồi." Tả Thu Mi nói: "Lập Nhi, ta cùng với Lan Ca mấy năm nay ngao sơn ngoạn thủy quanh tân thần giới, bây giờ cũng đã chán rồi, nên trở về cùng con." Đôi mắt Khương Lập đã rơm rớm nước. Mấy năm nay chuyện lớn chuyện nhỏ ở cả từ huyền phủ đều một tay nàng lo liệu, ngày đêm lại khổ khổ tư niệm đến Tần Vũ, khiến hai hàng lông mi đã trở thành trắng toát. Bây giờ thấy thúc thúc trở về cùng nàng, nhất thời kích động vạn phần. Lúc này đám người Băng Nghiên, La Băng, Bạch Y Thần cùng với Tần Tư nghe tin cũng đều đi tới. Nhìn thấy hai người, nét mặt đều lộ ra thần sắc cực kỳ vui mừng. Khương Lan nhìn bộ dáng Khương Lập lúc này, tâm can như bị cắn xé, an ủi nói: "Tiểu Vũ, bọn chúng không còn ở tân thần giới nữa, nhưng tin rằng bọn chúng rất nhanh có thể lĩnh ngộ được con đường của mình, sau đó sớm trở lại nơi này. Chúng ta cứ ở đây an tâm chờ bọn hắn về thôi." Khương Lập cố nén nước mắt, gật gật đầu thật mạnh. Tả Thu Mi khẽ thở dài, cười nhạt: "Không bằng như vậy đi, nếu cả nhà chúng ta đã đoàn tụ, cũng nên mở một yến tiệc, gọi bọn Hầu Phí cùng Hắc Vũ tới, cũng phải náo nhiệt một chút chứ." "Hảo, hảo à, từ huyền phủ đã rất lâu rồi không có náo nhiệt như vậy, ta đi gọi bọn hắn." Tần Tình Nhi cười hăng hắc, thoát cái đã biến mất không thấy đâu. Tần Sơ Thần đứng bên cạnh La Băng, nhéo nhéo tay nàng, chu môi nói: "Mẫu thân, nhi tử còn chưa ra mắt phụ thân và gia gia nữa, bọn họ rốt cục là khi nào trở về?" Về chuyện này Tần Sơ Thần đã hỏi rất nhiều lần, nhưng lần nào La Băng cũng chỉ trả lời cho qua chuyện, bởi nàng cũng không biết Hồng Quân và Tần Vũ lúc nào sẽ trở về. Lúc này Khương Lan đi tới trước mặt Sơ Thần, từ ái vuốt mái tóc hắn, mỉm cười nói: "Yên tâm, bọn họ sẽ rất nhanh trở về thôi. Phụ thân và gia gia của con là những người vĩ đại nhất mà." "Thật sao? Sơ Thần sau này nhất định sẽ như phụ thân và gia gia, trở thành một người vĩ đại." Tần Sơ Thần lớn tiếng nói, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Băng Nghiên nhìn hắn khẽ thở dài, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự vui mừng. Tại Tử Thần Vũ Trụ bên trong Thiên Âm Tinh, hôm nay đã gần một nửa, xem như là địa phận của Chu Thần Giới, phạm vi lại không ngừng nới rộng. Xét cho cùng, toàn bộ công lao đều của Tôn Ngộ Không. Mấy năm nay hắn chinh chiến xa trường, thống lĩnh mấy vạn đại quân Chu Thần Giới nam chinh bắc phạt, không ngừng khuếch trương thế lực Chu Thần Giới. Tới lúc này đại quân Chu Thần Giới cũng đã lên đến 50 vạn. 1000 năm qua
tu vi của Tôn Ngộ Không tăng trưởng rõ rệt nhất. Đấu chiến côn pháp so với kinh thiên côn pháp có sự khác biệt lớn về sự ảo diệu, có thể nói là vĩnh viễn không có cuối. Với trình độ của Tôn Ngộ Không lúc này đã có thể xuất ra 200 côn, vô thượng chiến ý cũng tăng lên một cảnh giới mới. Dường như trong từ điển của Tôn Ngộ Không là không có hai từ mệt mỏi. Vô thượng chiến ý bộc phát có thể khiến hắn chiến đấu điên cuồng không ngừng, hơn nữa còn giúp sĩ khí Chu Thần Đại Quân tăng đến một mức không thể tưởng tượng. Bây giờ Chu Thần Đại Quân có thể nói là gặp thần sát thần, ngộ Phật chạm Phật. Cũng bởi loạn thần giới và tử thần giới lúc này chỉ kiềm chế lực lượng của nhau, đem lại cho đại quân Chu Thần giới một cơ hội rất lớn. Tôn Ngộ Không ngoại trừ đấu chiến côn điển ra, trong loạn chiến đối với lĩnh ngộ hỗn độn chất cũng tăng mạnh, hiện tại đã đạt tới cảnh giới thiên mang hậu kỳ. Điều này rất quan trọng đối với việc tăng lên lực lượng của đấu chiến côn điển. Mà Long Tinh hiện tại đã xem như chủ tinh của Chu Thần giới, vì thế đã được đổi tên thành Chu Thần Tinh. Ngoại trừ Tôn Ngộ Không ra, ba đại thống lĩnh còn lại đều ở trong Chu Thần giới tiến hành bế quan tĩnh tu, cùng mong tăng lên cảnh giới. Phía đông nam Chu Thần Thành, trong một mỏm núi, nơi đó mật độ hỗn độn vật chất rất cao, mà Huống Thiên Minh đang phiêu phủ chân đám hỗn độn đó. Thiên đạo chi nhận hóa thành một vòng tròn, từ bên ngoài thân thể hắn chuyển động cực nhanh, phát ra những tiếng rít bén nhọn. 1000 năm cho tới nay, tay hắn đã tập trung toàn bộ tinh lực sử dụng thiên đạo chi nhận từ trong hỗn độn vật chất, lĩnh ngộ khả năng bạo vọng lực lượng. Tại phiến vũ trụ này, vô luận là pháp tắc hay hỗn độn thì đối với lực lượng, bọn họ cũng hình thành áp chế rất lớn. Lúc này, hỗn độn vật chất trở nên mãnh liệt hơn, tràn ngập ở khắp nơi, thiên đạo chi nhận phân hóa thành ngàn vạn điểm sáng, rất dễ dàng đem đám hỗn độn chất tưởng như bất phục này cắt thành nát bấy. Hiển nhiên, trên phương diện lĩnh ngộ hỗn độn thì Huống Thiên Minh cũng đã đạt tới cảnh giới thiên mang hậu kỳ. Mấy năm nay tìm hiểu, rốt cục hắn đã phát hiện ra thiên đạo chi nhận cùng với hỗn độn vật chất có sự tương hỗ lẫn nhau, có thể phát huy lực lượng lớn nhất, cũng giống như loạn thần giới có thể lợi dụng hỗn độn khí tiến hành công kích vậy. Nhưng khả năng điều khiển hỗn độn vật chất này lại cực kỳ tinh diệu. Thiên đạo chi nhận tiếp tục vận chuyển, Huống Thiên Minh nhắm mắt ngưng thần, hiểu được khả năng điều khiển trong lúc đó đã có tiến triển mới. Chu Thần Thành, 3000 dặm phía tây nam, tại một ngọn núi vô cùng lớn có một cái ao nhỏ. Từ trong ao nước xuất hiện ẩn ẩn những đám khí thể kết dính màu trắng, bề mặt không ngừng hiện lên những đám bọt nước to bằng cái bát. Song một bóng người lại đứng nghiêm như một bức tượng ở trong đó. Đây là nơi Hồng Quân bế quan tu luyện. Lúc này hắn đang đứng ở giữa ao, toàn thân lưu động một cỗ quang hoa như kết dính, tựa hồ mỗi một tấc cơ thể đều ẩn hàm lực lượng bộc phát vô cùng cường đại. Trải qua hơn 1000 năm tu luyện, có thể nói năng lực của Hồng Quân tăng lên so với mọi người là nhanh nhất. Lúc trước hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể bộc phát bất diệt phách thể giai đoạn thứ 3, trạng thái giải cấm đầu tiên, mà hiện tại nếu phát huy toàn bộ lực lượng có thể đến giai đoạn thứ 6, trạng thái giải cấm thứ 3. Điều này đối với năng lượng, tốc độ cùng với cơ năng toàn thân tăng lên đến một loại kinh khủng. Trên núi lúc này, dưới đáy ao hỗn độn vật chất đột nhiên dũng mãnh phóng lên rất nhanh, tiếp xúc với thân thể bên ngoài của Hồng Quân, hỗn độn quang hoa dày đặc cũng chợt biến sáng ngời. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng nổi bộc phát phóng thẳng lên cao, thậm chí so với lực lượng ngày đó đánh với ma thú hung thiên còn mạnh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, nước trong hồ như bị nén xuống, nước ao theo khe nứt chảy xuống dưới, nhưng dường như thân thể Hồng Quân lại không bị một chút nước nào thấm vào. Song đây mới chỉ là bắt đầu. Hồng Quân nhắm chặt hai mắt, cỗ lực lượng bộc phát chưa từng có từ trước tới nay không ngừng tăng lên. Theo một tiếng nổ động trời, cả ngọn núi đã bị cắt làm đôi, nước ao từ đó bắn ra tung tóe khắp nơi, từ xa nhìn vào như một cơn mưa to hạ xuống trần thế. Đứng ở trên đỉnh núi, Hồng Quân bình tĩnh mở hai mắt hướng lên trời, hít một hơi thật sâu, phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Giai đoạn thứ 5, nếu giải cấm đến trạng thái thứ 3, có thể cùng cao thủ từ thần giới đối chiến rồi. Bất quá vẫn còn có thể hơn nữa, xem ra tu luyện vẫn chưa thể chấm dứt được. Hồng Quân cười lạnh, mục đích của hắn chính là có thể đối chiến cùng cao thủ cực mạnh trong tử thần giới, mà mục đích cuối cùng vẫn là tử thần và loạn thần. Từ đại quân Chu Thần có thể hiểu rõ hai người này cảnh giới tu vi rất có thể là trưởng khống giả, có thể khai tích tinh vực, nắm trong tay pháp tắc. Hồng Quân biết rằng muốn đạt được trình độ như vậy còn phải đi một chặng đường dài nữa. Hôm nay Hồng Quân đối với lĩnh ngộ thân thể còn chưa rõ ràng lắm, lúc trước sử dụng hỗn độn vật chất rèn luyện cơ thể, cải tạo huyết mạch,
khả năng của bất diệt phách thể là không thể tưởng tượng. Nhưng bên trong bất diệt phách thể này ẩn chứa một lực lượng khiến hắn chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Trong lòng Hồng Quân hiểu rõ, đến khi lĩnh ngộ hỗn độn vật chất tăng lên một cảnh giới thì mới có thể hoàn toàn điều khiển được bất diệt phách thể. Tới lúc đó hắn mới là cực mạnh. Bất quá bản thân Hồng Quân đã có ưu thế rất lớn, chính là bất diệt. Có thể không cần tính toán đưa trạng thái giải cấm tăng lên tới mức cơ thể không cách nào thừa nhận. Tới lúc đó thân thể bị tổn hủy cũng có thể dùng hỗn độn vật chất để sống lại. Quan sát một chút ngọn núi đã bị phá tan tành, lại nhìn một chút bốn phía xung quanh, nét mặt Hồng Quân hiện lên nụ cười. Thân ảnh chợt biến thành mơ hồ, rồi thoáng chốc đã biến mất không thấy đâu. Đây không phải là hắn đã nắm trong tay không gian pháp tắc, mà là trạng thái phách thể đã tăng lên mới khiến cho tốc độ của hắn đạt tới cảnh giới mắt thường không thể quan sát. Bây giờ hắn có thể đã tìm tới một nơi tu luyện mới. Tình hình tu luyện của mọi người đều rất thuận lợi, hơn nữa hạn độ tăng lên cũng rất lớn. Dường như bọn họ đã thích ứng dần với không gian tân vũ trụ này. Song chỉ có một người lại tu luyện chính trong linh bào của mình, lâm vào tình cảnh cực kỳ khó khăn. Dù sao cỗ thần bí lực lượng này đối với hắn mà nói cũng không thể dễ dàng điều khiển. Vạn thước phía trên Chu Thần Thành, nơi này hỗn độn vật chất là dày đặc nhất, nhưng đều bị những đám mây trôi che lấp, hơn nữa dùng mắt thường cũng không dễ dàng phát hiện. Nhưng chỉ có một phạm vi 1000 thước hỗn độn chất bốn phía lại hướng tới nơi này ngưng tụ lại. Từ xa nhìn lại trông như một đám mây đen, có điều lại thấu phát ra một cỗ khí tức hủy diệt. Chính giữa nơi này không có bất kỳ ai, chỉ có một trường phiên nhỏ màu xám hơi rung động. Trên bề mặt trường phiên, những đạo hắc sắc tế tuyến không ngừng vặn vẹo hình thành một hắc động thâm thúy u ám, rồi lại kèm theo lực hút kinh khủng không ngừng hấp thu hỗn độn vật chất vào trong. Trong bàn cổ phiên, đúng vậy, đây chính là bàn cổ phiên của cổ bàn. Năm đó cổ bàn sử dụng la bàn bên trong đan điền tự luyện hóa hình thành bàn cổ phiên, mà đến ngay cả hắn cũng không cách nào nhìn thấu. Cùng với bất diệt phách thể của Hồng Quân có vài phần tương tự, khả năng điều khiển cũng chịu rất nhiều hạn chế. Song cổ bàn lại không xuất hiện trong đám hỗn độn, chỉ có bàn cổ phiên vẫn đứng vững như cũ, phảng phất hơn 1000 năm qua không có hề biến động. Hiện tại cổ bàn đã tiến vào bên trong thế giới của bàn cổ phiên. Bên trong hắc động u ám, từ trong vô tận bóng tối có một đoàn ánh sáng lúc ẩn lúc hiện. Nơi này nhìn qua trông giống như một vũ trụ đã bị hủy diệt mà biến thành một thế giới hoang tàn, có dấu vết của kiến trúc bị tàn phá, vách núi đổ nát, loang lổ ao hồ, nhiều nơi không ngừng phun lên những đám dung nham từ núi lửa. Từ những hố sâu vô tận có thể cảm giác được khí tức nóng cháy. Trên bầu trời phiêu phủ vân khí đỏ sậm, điện quang trên những tầng mây không ngừng lóe lên rồi lại biến mất. Thỉnh thoảng truyền đến những tiếng giống hận trầm thấp như dã thú. Cả thế giới giống như bị nhuộm máu, toàn bộ đều là màu máu. Cách đó không xa, trên một tòa kiến trúc hoang phế, cổ bàn giống như băng đá từ vạn cổ yên tĩnh ngồi tại đây, thần sắc rất bình tĩnh, trong tay vẫn như cũ cầm bàn cổ phiên. Cái này cùng với bàn cổ phiên bên ngoài là một loại hiện hữu khác. Thần sắc cổ bàn có vẻ rất bình tĩnh, cũng không có chút tình cảm nào dao động. Hắn không nhớ rõ đã tới nơi này bao nhiêu lần. Lúc trước, sau 400 năm tu luyện, hắn đã đột phá tới cảnh giới thiên mang hậu kỳ. Cũng là thời khắc lần đầu tiên hắn bước vào trong thế giới của bàn cổ phiên. Lúc trước cũng với tình cảnh này, cổ bàn đã tìm được thi thể của tên đầu lĩnh tử thần giới bị hút vào trong bàn cổ phiên. Không biết đã chết ở chỗ này không biết bao nhiêu năm. Hỗn độn vật chất ngưng kết thành thân thể của tên đầu lĩnh đã hoàn toàn bị hủy diệt, mà linh hồn của hắn lại bị thế giới bên trong bàn cổ phiên hấp thu. Tình huống như vậy thậm chí đến cổ bàn cũng không thể giải thích. Hắn gọi nơi này là bàn cổ thế giới. Giờ phút này thân thể cổ bàn bay lên, khẽ điều khiển bàn cổ phiên đi tới một địa phương tồn tại bên trong thế giới này. Địa phương này có một bức tường cao vạn thước, bề mặt trơn nhẵn có màu đỏ huyết. Cổ bàn vút ve mặt đá, trên đó có ngàn vạn nhân ảnh đang giãy giụa. Bọn họ dường như muốn thoát khỏi sự giam cầm của vách tường này, nhưng vô luận thế nào cũng không thể thoát ra. Cổ bàn có thể cảm giác được ở chỗ này ẩn hàm khí tức linh hồn rất đặc thù, hơn nữa là khí tức vô cùng quen thuộc, bởi mỗi người ở đây đều là binh lính đã từng chết dưới bàn cổ phiên. Thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi linh hồn đám binh lính này tại sao lại bị giam cầm bên trong bàn cổ phiên. Hơn nữa, linh hồn mỗi ngày đều bị tiêu hao một chút. Lúc trước có vô số hình ảnh, nhưng hiện giờ đã không còn đến 3 phần. Bàn cổ xúc động vuốt lên vách tường,
hắn có thể cảm giác được bên trong như là có một lực lượng luyện hóa kinh khủng. Hơn nữa, mỗi một linh hồn bị luyện hóa hoàn toàn, lực lượng bàn cổ phiên trong tay hắn đều tăng lên. Lúc này, cổ bàn có chút khó hiểu, nhìn bàn cổ phiên thán thanh nói: "Chỗ này rốt cục là gì? Ngươi là cái gì? Có thể nói cho ta biết được không?" Bàn cổ phiên không đáp lại, cổ bàn thậm chí có chút không thể tin được, đây là la bàn từ trong đan điền của hắn luyện hóa mà thành. Về phương diện đặc tính, nó đã hoàn toàn trở thành siêu việt hỗn độn linh bảo. Vách tường này, cổ bàn gọi là luyện hồn bích. Cổ bàn ngồi xuống, hơi vũ động một chút bàn cổ phiên thì thấy vách tường trước mặt lay động, mắt thường có thể thấy rõ 3-4 tiếng kêu thảm từ linh hồn phát lên, sau đó bị bàn cổ phiên trong nháy mắt luyện hóa. Ngay sau đó, cổ bàn tiếp tục huy động bàn cổ phiên, hư không bốn phía giống như lưu ly rơi xuống mặt đất, ầm ầm bị nghiền nát, xuất hiện một cái khe hư không sâu hoắm nối liền với nguyên thủy vũ trụ. Từng đoàn hỗn độn vật chất từ bên trong mãnh liệt tràn ra. Đây chính là lực lượng nghiền nát hư không trong bàn cổ phiên. Trải qua mấy năm luyện hóa linh hồn, cỗ lực lượng này đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cổ bàn có chút nhíu mày, tận đáy lòng không hiểu vì sao nổ lên hỏa diễm cực kỳ phẫn nộ, bạo hống một tiếng bắt đầu điên cuồng huy động bàn cổ phiên. Bề mặt phiên lập tức có biến đổi, lực lượng nghiền nát hư không rất nhanh được phóng thích ra. Không gian bốn phía bị nghiền nát, không ngừng vang lên những tiếng vang chát chúa, phảng phất cả thế giới tại giờ khắc này bị băng hủy vậy. Vô luận là đất hay núi đều bị cỗ lực lượng này nghiền nát. Lúc này, cổ bàn phảng phất như đã mất đi lý trí, sử dụng mức độ lớn nhất khu động bàn cổ phiên, phát ra lực lượng nghiền nát hư không. Thiên địa trong lúc này một mảnh tang thương, từng tấc không gian bị phá hư, từng tấc đất bị nghiền nát. Cỗ lực lượng này được cổ bàn duy trì rất lâu, đến khi cả trời đất biến thành tro tàn hắn mới ngừng lại. Bàn cổ thế giới đã biến thành bụi phấn, hỗn độn vật chất từ trong nguyên thủy vũ trụ dần dần tiến vào nơi này, bao phủ mỗi một tấc không gian. Cổ bàn miệng thở hổn hển, mơ màng nhìn thấy tất cả. Cổ bàn phiên trong tay hắn run lên nhẹ nhẹ. Tại sao nó còn có thể tồn tại? Cổ bàn đã thực sự khiếp sợ, vách tường cao như ngọn núi trước mắt vẫn tồn tại như trước, linh hồn trên đó vẫn kêu lên một cách thảm thiết không ngừng. Cổ bàn lại phóng thích lực lượng nghiền nát, nhưng không cách nào có thể phá hủy luyện hồn bích được. Chẳng lẽ ngươi mới chính là lực lượng cốt lõi của bàn cổ phiên? Ngươi mới là năng lượng bổn nguyên của bàn cổ phiên sao? Cổ bàn đang nghĩ ngợi thì hỗn độn vật chất bốn phía đã vây quanh hắn. Lúc này không hiểu sao luyện hồn bích rung động mạnh mẽ, phát ra tiếng tê hống trầm thấp. Cổ bàn trong lòng cả kinh, ý thức mách bảo đưa tay chạm vào vách luyện hồn bích, xong một đạo tinh thần lạc ấn dũng mãnh tiến vào trong đầu cổ bàn. Trên trán hắn đột nhiên hiện lên một cỗ thanh quang, mặc dù không chói mắt nhưng khiến cho người ta có một loại cảm giác vĩnh viễn không thể nào quên. Cổ bàn sau khi hấp thu tinh thần lạc ấn này, tự hồ đã hiểu được điều gì đó, tâm cảnh cuồng bạo cũng đã bình tĩnh dần. Ánh mắt đảo qua vô cùng vô tận vật chất, trong miệng đột nhiên học ra mấy chữ: "Ta hiểu rồi." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.